Thứ trưởng Quốc phòng Nam Hàn là ông Yoo Si-yoon ngày hôm nay đã công báo Nam Hàn và Hoa Kỳ đã chọn được địa điểm để triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao, còn được biết đến với tên là THAAD, mà theo đó, khu vực Seongju, tỉnh Seongsan là nơi được chọn. Truyền thông Nam Hàn cho biết, địa điểm này là một thị trấn miền núi cách thủ đô Seoul 296 km về phía đông nam. Theo đại diện quốc phòng nước này, thì việc đặt hệ thống ở đây sẽ giúp đảm bảo vững chắc cho sự an toàn của người dân tại 2/3 lãnh thổ của Nam Hàn, đồng thời tăng cường khả năng bảo vệ các cơ sở nhà máy điện hạt nhân, kho chứa dầu và bảo vệ lực lượng đồng minh Mỹ-Hàn. Để đưa ra quyết định trên, giới chức quốc phòng hai nước đã xem xét nhiều yếu tố, trong đó đặt tính hiệu quả về quân sự cũng như sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Theo kế hoạch, thì hệ thống này sẽ được triển khai vào cuối năm 2017. Mỹ và Nam Hàn cho biết việc triển khai là một phần kế hoạch phòng vệ nhằm đảm bảo an ninh cho Nam Hàn trước mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Bắc Hàn đã phản ứng dữ dội sau quyết định này của Mỹ và Nam Hàn, mà theo đó quân đội của chính quyền Bình Nhưỡng đe dọa rằng sẽ có các cuộc tấn công quân sự ngay sau khi hai quốc gia này đưa ra quyết định về địa điểm cụ thể triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao.